Xin chào các bác và các anh em. Buổi sáng hôm nay thì em cũng cài rất nhiều những chiếc vang số để mà gửi cho các bác anh và anh em đặt vang số của em cũng như là những chiếc vang số mà các bác anh em gửi đến để căn chỉnh. Thì có một chú em thì chú cũng rất kỹ tính nhưng mà chú lại chọn một chiếc vang số Chi Bát 998A để cho nó hợp với lại cái bộ dàn cũng như là cái sở thích của chú đấy. Bởi vì cái bộ dàn của chú này thì nó đang thiếu âm bát, nó đang thiếu âm trầm. Cho nên rằng là em đã chia sẻ với các bác anh em là cái dòng Chi Bát 998A này là nó sẽ hỗ trợ tốt cho cái giải âm thấp, âm trầm và trung trầm, và cái giải âm cao, âm chép ấy nó cũng rất là sáng. Và chú này chú thích hát một cái chất âm dì vợt, cho nên là chú chọn chiếc vang số Chi Bát 998A để mà cho nó hợp với lại tính chất bộ dàn cũng như là cái sở thích của chú đấy. Thì bây giờ em sẽ thử bốn cái cấu hình ở trên chiếc vang số này để cho các bác anh em nghe được là em đã làm cái chất âm thông qua bốn cấu hình ở trên trên vang số này nó như thế nào, và đồng thời cũng chia sẻ với lại các anh em một cái cấu hình chính xác từng con số ở trong tất cả các mục từ phần mic, phần main cho đến phần effect để cho các anh em có thể là tham khảo để mà áp dụng. Bởi vì chiếc vang số này là một chiếc vang số mà rẻ tiền nhưng mà lại khá hay, chẳng qua là cái việc căn chỉnh chiếc vang số này thì nó đòi hỏi một cái sự tỉ mỉ kỹ càng. Thì bây giờ em sẽ thử bốn cái cấu hình này để cho chú em này chú nghe được. Và đây là cấu hình số 1 này. 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 1, 1, 2, 2, 6, 6, 6, 6. Chất âm thì nó chẳng kém gì là T3 với lại 1080 đâu. Nó là cùng họ với lại Shiso Chi Bát. Và chất âm không kém gì T3 và 1080 đâu. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 1 1 2 2 6 6 6 6 Tiếp đến là cấu hình số 3 là cấu hình định giọng này. Cấu hình định giọng. 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 1 1 2 2 6 6 6 6 Và tiếp đến là cấu hình số 4 là cấu hình dì vợt này. Chú này chú thích hát dì vợt cho nên là cũng làm kỹ ở cái cấu hình dì vợt này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 6, 9. Và bây giờ em sẽ chia sẻ với lại các anh em về cái một cái cấu hình chính xác ở trên chiếc vang số này để cho các anh em có thể là tham khảo một cái cấu hình chi tiết, có thể là áp dụng 100% cái thông số này thì sẽ có một chất âm nó khá hay. Đầu tiên về cái phần mic, đầu tiên là về phần mic đã, thì các bác sẽ để ý cả cái cắt tần số thấp nhé, để ý cả cái giá trị cắt tần số thấp. Bởi vì khi mà chúng ta thay đổi chỉ cần 1 Hz thôi, khi chúng ta thay đổi chỉ cần 1 Hz ở trong cái cắt tần số thấp này thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất âm của cái phần mic rồi, và cái giá trị và đặt cái giá trị đặt cái độ dốc ở cái chế độ làm việc ở cắt tần số thấp này. Ở bên này là nó cho phép chúng ta đặt một cái giá trị về độ dốc. Đấy, các bác thấy không? Tức là khi chúng ta thay đổi về cái độ dốc này thì nó cũng có cái sự đẩy lên lui xuống về cái cắt tần số thấp. Thì hiện giờ là đang để là 0,72. Hiện giờ nó đang để ở cái chế độ của ở cái độ dốc ở cắt tần số thấp này là 0,72 và cắt tần số thấp là 63 Hz, và chỉ cần thay đổi 1 Hz thôi thì chất âm nó đã khác rồi. Thì đấy là các bác lưu ý về cái cắt tần số thấp, và trong cái giải quay dơ thì các bác cũng có thể là tham khảo các thông số ở đây. Trên chiếc vang số này thì nó ít giải quay dơ thôi, có 10 giải, có 9 giải quay dơ thôi, có một cái cắt thấp, một cái cắt cao và 9 giải quay dơ. Thì các bác có thể là tham khảo các cái thông số ở trong cái giải quay dơ trên chiếc vang số này. Các bác có thể chụp ảnh màn hình để mà tham khảo về cái thông số trong cái giải quay dơ của chiếc vang số này. Đây là phần equalizer này, phần equalizer này. Tiếp đến là trong cái hiệu ứng echo dì vợt thì các bác cũng tham khảo đây, chế độ là zombie và chế độ echo là chế độ mono này, chế độ dì vợt là zombie và chế độ echo là mono echo. Và các bác có thể tham khảo cái phần effect trong đó có echo dì vợt ở trong mục này. Và lưu ý là chiếc vang số này nó có lợi về cái phần bass, cho nên rằng là về cái cắt thấp ở trong hiệu dì vợt cũng như là cắt cao ở trong hiệu dì vợt thì cắt cao hơn so với nhiều chiếc vang số khác, cắt cao hơn so với nhiều chiếc vang số khác. Bởi vì mỗi một chiếc vang số nó có cái đặc tính khác nhau,
Và qua cái sự căn chỉnh và cảm nhận thì em cảm thấy là về cái giải âm thấp ở trong hiệu nghĩa cho dịp vợt thì cần phải cắt cao hơn so với nhiều chiếc vang số bình thường. Cho nên rằng là các bác có thể tham khảo đây, cắt thấp của dịp vợt là 160 và cắt cao của em cho là 189. Tiếp đến là các cái mục ở phía dưới này, các bác có thể tham khảo luôn, chính xác luôn. Các bác cứ áp dụng chính xác một cái thông số như này thì có lẽ là sẽ có một chiếc âm khá hay ở trên chiếc vang số này. Đây là cái phần hiệu ứng này. Tiếp đến là cái phần main. Cái phần main thì các bác cũng có thể tham khảo cái thông số ở trong cái phần main này. Và cả cái vấn đề về cắt thấp nữa. Cả vấn đề cắt thấp, cắt tần số thấp ở trong phần main. Đây là trong phần main thì chiếc vang số này nó chỉ có 6 giải của equalizer ở phần main thôi. Trong đó là có một cái cắt thấp, một cái cắt cao. Chúng ta sẽ đặt cái giá trị cắt thấp và giá trị cắt cao. Và đặc biệt ở cái cắt cao này là đang cắt ở 16.000Hz. Đang cắt ở 16.000Hz. Hiện giờ là tích vào đây thì là nó thay đổi đấy. Nhưng mà hiện giờ em đang cắt ở 16.000Hz đấy. Cắt cao này là đang cắt ở 16.000Hz. Chẳng qua là khi tích vào thì nó sẽ thay đổi đi thôi. Còn cắt cao là 16.000Hz. Cắt cao là có bác chú ý là 16.000Hz. Và cắt thấp là đang là cắt thấp là 54Hz. Thì đối với các dòng loa phổ thông bây giờ thì nó cũng sử dụng ở các cái tần số, tức là cái giải tần số mà chiếc loa nó đáp ứng được thì thường nó từ tầm 50 đổ lên thì đang cắt ở 54Hz, cắt thấp 54Hz. Và cái độ dốc ở cắt thấp ở trên main là 0.69, và cắt cao là 16.000Hz. Và một vấn đề nữa là cái vấn đề mà phần mic xuất ra trên main và cái phần DJ xuất ra trên main thì các bác sẽ tham khảo ở đây, tức là giảm đi âm 3 dB. Tối đa thì là 0, nhưng mà giảm đi âm 3 dB thì sẽ đẹp hơn. Và cái chế độ compressor ở trên main nữa. Đây các bác cũng thể là tham khảo luôn chế độ compressor trên main này. Đây là chế độ compressor ở trên main. Chế độ compressor trên main. Các bác cứ áp dụng chế độ các cái phần em làm thì là sẽ ok. Và ở trong cái phần mic thì có bổ sung thêm. Bổ sung thêm như vậy là căn chỉnh thêm ở trong cái phần tức là chiếc vang số này thì có trong phần mic này có 9 giải quay dơ. Thì lúc nãy em đã chia sẻ các bác các cái thông số ở trong cái phần quay dơ của cái phần mic, trong phần mic. Và có một cái phần nữa là bổ sung thêm cho cái việc căn chỉnh thêm được 4 giải quay dơ nữa để bổ sung cho cái giải quay dơ của cái phần phần mic. Thì các bác cũng có thể là tham khảo ở đây, tham khảo các thông số ở đây. Đây là 4 giải quay dơ bổ sung thêm cho cái giải quay dơ của cái phần mic. Tiếp đến là cái chế độ compressor ở cái phần mic. Chế độ compressor ở phần mic. Các bác cũng có thể tham khảo ở đây. Chế độ compressor ở phần mic. Và ở chế độ input này. Ở cái chế độ input này thì nó có một cái mục là đặt một cái giá trị của tín hiệu vào này. Và chế độ noise gate này đang để là 4 này. Chế độ noise gate đang để là 4. Thì đây nó cũng là một cái cấu hình mà em làm cũng tương đối tốt ở trên chiếc vang số Chibat 998A. Thì những cái phần nào mà nó là quan trọng thì em chia sẻ các bác anh em. Còn cái phần music. Thì đối với phần music ấy, thì chiếc vang số này thì cũng có 9 giải quay dơ. Trong đó có một cái thêm một cái cắt thấp, một cái cắt cao. Thì cái số 1 là cắt thấp, cái số 10 là cắt cao. Và 9 vị trí để cho phép chúng ta căn chỉnh. Thì cái phần music thì các bác cũng có thể là tham khảo thêm ở đây thôi. Tham khảo. Và chiếc vang số này là nó cũng có cái lợi về cái phần âm bát. Cho nên những cái bộ dàn mà âm bát nó chưa được đẹp, chưa được sâu, chưa được chắc, chưa được tròn, chưa được lực thì chiếc vang số này sẽ hỗ trợ cho cái phần music, phần nhạc mà cái phần âm bát nó chưa tốt thì chiếc vang số này là nó cũng hỗ trợ cho cái phần music rất là tốt. Thì các bác có thể tham khảo ở đây. Đây là phần music. Còn cái phần súp thì trên chiếc vang số này thì khỏi phải nói rồi, một chất súp rất là hay. Một chất súp rất hay và có nhiều tính năng để cho phép chúng ta căn chỉnh về cái phần phần súp. Nó có cái súp bơ bát này là cho phép chúng ta đặt một cái tần số trong nhiều cái tần số mà nhà sản xuất đưa ra.
cho phép chúng ta đặt các cái tần số đây. Chúng ta thích một âm bát sâu nặng thì 40, hoặc có thể thích đầy đặn thì là 60, hoặc có thể 70. Thì cái này là tùy các bác và anh em. Thì đây nó cũng là một chiếc vang số mà chuẩn bị gửi cho một chú em mà ở Thanh Hóa. Và chú này chú ấy cũng rất là kén chọn, cho nên là cũng căn chỉnh cho chú ấy một cái chất âm mà nó cũng rất là cẩn thận tỉ mỉ để chú sử dụng cho nó được ưng ý. Và ngày hôm nay thì em sẽ gửi mấy chiếc vang số cho các bác và anh em, trong đó có một chiếc vang số 12 cho một bác ở Bà Rịa Vũng Tàu, và hai chiếc vang số mà hôm qua gửi đến để căn chỉnh lại, một chiếc chi bát 580M của bác Thành Chí Minh, và một chiếc Siso 1080M của chú em ở Đồng Nai, thì em đã làm hoàn chỉnh để mà chuẩn bị chiều nay gửi cho các bác và anh em sử dụng những chiếc vang số các bác anh em đặt hàng, cũng như là những chiếc vang số các bác anh em gửi đến để căn chỉnh. Thì vừa rồi thì em chia sẻ với các bác anh em một cái cấu hình chi tiết ở trên chiếc vang số chi bát 98A, để các bác anh em đang dùng chiếc vang số này có thể là áp dụng được để mà cải thiện được chất âm và đánh giá đúng thực chất của chiếc vang số chi bát 98A. Một chiếc vang số mà cũng rất là hay, khi chúng ta căn chỉnh thì nó cũng không thua kém gì T3 hay là 1080M đâu.